Vị đầu bếp này là một cao thủ. Anh ta đặt một con vịt lên bàn, dùng tay không bẻ xương, bôi lên trên các lớp gia vị, một lần nữa lấy toàn bộ xương vịt, lực kiểm soát dao khá tốt. Sau đó, rút mạnh tay, trong chớp mắt đã tách rời xương và da vịt, nhét vào trong nhiều loại nguyên liệu khác nhau, dùng lá sen gói lại, bọc bên ngoài một lớp muối. Cuối cùng, cần phải sử dụng một cái chảo, một bao muối nóng. Món vịt hoa hoàn mỹ cuối cùng cũng ra lò. Thật không giống trong phim chút nào. Sai rồi, làm lại nào. Anh ấy chính là Xuân Phóng Lý, là vị đầu bếp nổi tiếng lừng lẫy, hái các món ăn rất ngon, làm ra món gà cũng cực kỳ hấp dẫn. Nhưng một ngày nọ, tiệm ăn của người đàn ông ở đối diện đã khai trương nhà hàng Michelin mới, cạnh tranh buôn bán cũng coi như bắt đầu rồi. Đầu bếp ở đối diện lại nói rằng đồ ăn Trung Quốc quá lạc hậu rồi, món ăn làm ra không có bất kỳ thủ thuật nào mới mẻ. Điều này làm cho Xuân Phóng Lý rất tức giận, đêm đó đã quyết định đến tận nhà hàng. Vừa bước vào trong nhà hàng, bà chủ cầm ra một bảng thực đơn kiểu Pháp. Thế nào, không thể hiểu được ư? May mắn thay, cô thuộc hạ này rất thông minh, sáng hôm đó đã học qua một vài câu tiếng Pháp, sau đó gọi một món đặc trưng của nhà hàng. Đợi đồ ăn đem lên, anh ta rất hoang mang. Đây chẳng phải chỉ là trứng rán thôi sao? Ai chẳng biết cơ chứ? Nhưng khi nếm thử một miếng, đây là trứng chiên chỗ nào chứ? Ở giữa lòng đỏ trứng là hương vị của xoài và chanh dây, lòng trắng trứng thì được làm từ nước cốt dừa đông lạnh và rượu. Một chậu đất, tưới nước vào trong, nấm từ từ mọc lên. Xuân Phóng Lý mặt tỏ vẻ không hài lòng, bưng chiếc chậu tiến thẳng vào bếp. Nổi cơn thịnh nộ với vị đầu bếp Michelin, kỹ thuật chế biến món ăn tầm thường này thì có gì đặc sắc? Anh chàng đẹp của nhà hàng này cũng không phải dạng vừa. Anh liền lấy ra một miếng thịt bò, muốn so tài về kỹ thuật nấu nướng. Các đầu bếp khác cũng tụ tập lại, như thế này thì làm sao mà từ chối thách đấu được. Xuân Phóng Lý bắt đầu thái hành lá cho vào chảo, đảo đều tay đến khi đổi thành màu vàng, sau đó cắt từng lát thịt để trên vỉ sắt. Xào lửa rất lớn, món thịt bò xào hành lá đã hoàn thành. Còn anh chàng đẹp trai kia thì áp dụng phương pháp cổ điển mà các nhà hàng Tây hay làm. Xuân Phóng Lý ngửi qua mùi thơm của món ăn, có mùi của thịt bò với hương thơm gỗ táo. Chính xác là vậy. Anh chàng đẹp trai thì nếm thử món bò xào hành lá, thịt mềm và hành lá thơm béo ngậy, cả hai đều không thể phân biệt cao thấp, liền đưa ra cuộc hẹn sẽ cùng tham gia một cuộc thi nấu ăn thực sự để so tài với nhau. Đầu bếp của nhà hàng Michelin mới cũng biết rằng Xuân Phóng Lý ở phía đối diện vốn là một bậc thầy thiện xạ khá lợi hại, kẻ muốn so tài cũng có khí thế rất mạnh mẽ. Tuy nhiên lần này anh ấy còn hơn cả một kiếm sĩ. Mọi người đều nhìn thấy anh lấy ra một con cá lớn, dùng dao cắt đôi, kỹ thuật rất chắc chắn, ngón tay lướt nhanh trên miếng thịt cá, sau đó nhổ ra chính xác từng cọng xương. Bây giờ mới đến lượt Xuân Phóng Lý, anh nhanh chóng nhặt lên một con dao làm bếp, lướt qua miếng thịt một cách đều tay, chặt thịt thành từng mảng, sau đó dùng một nhát dao thái dài từ đuôi đến hết. Chỉ trong một lần thái đã có thể tách xương và thịt sạch sẽ và gọn gàng. Anh chàng đẹp trai cuối cùng cũng đã mở mang kiến thức, nhìn vị đầu bếp tuyệt vời của Trung Quốc, rất nhanh cũng đã đến ngày thi cuộc thi giữa các đầu bếp. Chờ cho đến khi món ăn được hoàn thành, các vị giám khảo bắt đầu nếm thử. Món gan ngỗng caramel của đầu bếp nhà hàng Michelin được khen ngợi hết lời. Gan ngỗng vừa béo vừa thơm, sự hòa quyện của caramel và dứa, chua chua ngọt ngọt. Khi nhìn sang món vịt hoa do Xuân Phóng Lý làm, trông có vẻ rất tầm thường. Ăn thử một miếng, lại vô cùng kinh ngạc. Sự kết hợp giữa thịt vịt, hương vị muối Quảng Đông với hương thơm của gừng cát và lá sen làm cho thịt vịt đầy mùi thơm của vị thuốc đông y ở Vân Nam. Không thể tin được, Xuân Phóng Lý nghĩ rằng anh có thể giành chiến thắng. Nhưng ban giám khảo công bố do hình thức trình bày kém đã trừ của anh một điểm. Cuối cùng người chiến thắng lại là đầu bếp của nhà hàng Michelin. Nhà làm phim vẫn luôn để những điều bất ngờ xảy ra khi mọi thứ không như mong đợi. Đúng như dự đoán, khi đầu bếp vừa trở lại nhà hàng, đã nhận được thông báo từ phía cổ đông, cuộc thi quốc tế của các nhà đầu bếp lần sau sẽ có sự tham gia của một người rất đặc biệt. Hóa ra sở dĩ anh ta có thể thắng là nhờ những cổ đông đã bắt tay với các vị giám khảo. Hơn nữa anh đầu bếp này từ lâu đã mất vị giác, anh vẫn có thể nấu ăn bằng cách dựa vào các công thức nấu ăn phổ biến của riêng mình. Nhưng chính bản thân lại là người thắng trò chơi, anh ta làm sao có thể để cơ hội đó rơi vào tay người khác. Vì vậy, anh đã tìm đến Xuân Phóng Lý, muốn cùng với anh ấy tham gia cuộc thi đầu bếp quốc tế. Đây là cuộc thi dành cho những người đầu bếp cấp cao. Đầu bếp được tự do phát huy, hoàn thành món ăn trong vòng 100 phút. Trò chơi bắt đầu. Xuân Phóng Lý và anh đầu bếp nhà hàng Michelin muốn cùng nhau làm món đậu phụ Mapo. Bạn có nghĩ rằng nó đơn giản? Đầu tiên xay đậu để làm đậu phụ. Anh đầu bếp chịu trách nhiệm việc điều chỉnh nước sốt. Trước khi đậu hũ kết lại thành miếng, thì đổ nước sốt lên mặt trên, vẽ thành những hoa văn. Trong quá trình chế biến không cần dùng lửa quá to, hương vị của nước sốt sẽ dần dần hòa quyện vào đậu phụ một cách hoàn hảo. Nước hành lá, nước gừng và bơ đem vo thành từng viên tròn, tạo cảm giác như tan chảy trong miệng. Cho thêm một chút tần bì gai Trung Quốc, vừa thơm và tê tái, chỉ một từ để miêu tả, ngon. Nhìn các món ăn của những thí sinh khác, thịt chim bồ câu, cà ri đầy màu sắc, món hàu phân tử, món sushi sashimi cũng không có gì quá đặc sắc.
không còn nghi ngờ gì nữa. Món đậu phụ Mapo đã giành chiến thắng. Tiếp sau đó họ phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt hơn. Người mà bọn họ thách đấu, anh ấy đã từng là vị đầu bếp xếp hàng đầu trong 2 năm liên tiếp, nhưng chỉ một người có thể tham gia trận chung kết. Họ quyết định để Xuân Phóng Lý ra sân thi đấu với bậc thầy nấu nướng kia. Xuân Phóng Lý vừa bước lên sân khấu đã hoảng sợ rồi. Chờ anh ấy lấy lại bình tĩnh thì thời gian đã trôi hết phân nửa. Không còn cách nào, anh chỉ có thể làm một chiếc bánh ngọt đơn giản nhất. Nhìn về phía bậc thầy nấu nướng, ông đang đun sôi đường trên chiếc khay. Một bông hoa trông rất kiên cường ở phía bên kia của ngọn núi lửa, sống động như thật. Ngọn lửa mang hương vị của anh đào và cam thảo, bông hoa thì có hương thơm của bạc hà và hoa huệ. Sau khi ăn xong, ban giám khảo hết lời khen ngợi. Tại thời điểm đó, Xuân Phóng Lý đang ôm lấy mặt hướng về phía đối thủ, nâng món ăn anh làm bằng cả hai tay. Hóa ra người đàn ông này là cha của Xuân Phóng Lý. Anh từ nhỏ đã rất muốn giống cha mình, là một đầu bếp xuất sắc, nhưng người cha luôn coi thường cậu con trai, thậm chí vì muốn trở thành bậc thầy nấu ăn mà để con trai ở nhà không quan tâm đến. Rời đi hơn 10 năm rồi, anh ấy tham gia cuộc thi này chỉ để chứng minh cho người cha thấy bản thân anh cũng có thể trở thành một vị đầu bếp giỏi. Và tô mì này cũng là món mà cha anh đã từng tự tay làm nó cho anh. Khoảnh khắc đó, thắng hay thua không còn quan trọng, người cha cuối cùng cũng nhận ra con trai mình. Hai người họ cũng bỏ qua những hoài nghi trước đó. Đối với Xuân Phóng Lý mà nói, đầu bếp thực sự không cần đến chức danh, chỉ cần những món ăn đó có thể khiến mọi người cảm nhận được hương vị hạnh phúc, vậy là đủ rồi.